Xin chào các bạn, hôm nay, Trung Nguyễn TV sẽ hướng dẫn các bạn cách tập ăn cho heo con. Đây là một bước quan trọng giúp heo con làm quen với thức ăn mới, phát triển khỏe mạnh và sẵn sàng cho giai đoạn cai sữa. Thời điểm thích hợp để bắt đầu tập ăn cho heo con là từ 3 ngày tuổi. Tập ăn sớm sẽ giúp heo con làm quen với thức ăn mới và giảm phụ thuộc vào sữa mẹ. Heo con nên bắt đầu với thức ăn dạng bột hoặc cháo, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng. Chọn các loại thức ăn có chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất để hỗ trợ hệ tiêu hóa non nớt của heo con. Lưu ý thức ăn phải đảm bảo vệ sinh bằng ăn sạch sẽ. Ban đầu, hãy đổ một lượng nhỏ thức ăn vào khay để heo con dễ tiếp cận. Bạn có thể dùng tay để nhẹ nhàng chỉ vào thức ăn, tạo sự thu hút để heo con tò mò và bắt đầu thử. Cho heo ăn từng chút một để chúng làm quen dần với thức ăn mới. Tăng dần lượng thức ăn sau mỗi ngày để heo con dần dần quen thuộc. Trong quá trình tập ăn, hãy chú ý quan sát sức khỏe và phản ứng của heo con. Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch để heo con uống sau khi ăn. Để heo con phát triển ổn định, hãy duy trì lượng ăn hàng ngày cho ăn từ 4 đến 6 lần mỗi ngày, điều này sẽ giúp heo con có thói quen ăn uống đều đặn và hấp thu dinh dưỡng tốt nhất. Khi heo đã quen, bạn có thể tăng dần lượng thức ăn để chuẩn bị cho giai đoạn cai sữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước tập ăn cho heo con từ khi bắt đầu đến khi chúng quen với thức ăn ngoài sữa mẹ. Việc tập ăn đúng cách sẽ giúp heo con phát triển tốt hơn, khỏe mạnh và giảm phụ thuộc vào sữa mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất về chăn nuôi từ Trung Nguyễn TV nhé.